Xin chào tất cả các bạn, là Từ đây. Các bạn ơi, chúng mình sẽ tiếp tục tô màu bức tranh về nàng công chúa và chùm bóng bay này nhé. Hôm nay chúng mình sẽ tô màu bức tranh về chùm bóng bay và phong cảnh xung quanh nha.